nhóm viên video mới trong hai ngày đó nhé. Tiếp tục nâng cả design tech nông cinema 4D. Ok, lớn cứ dùng tập bài cinema 4D. Ok, nếu cái chế tùng rộng được nhóm bài em thử lớn cứ nhóm nâng ra bọc ổn tiếp tục nâng cả thôi chẳng. Ok, lớn cho xe mua cho nó. Ok, tập nói như một cái sản phẩm mới. Ok, ấy, snack, cái dưỡng chén. Do nắm. Lại như một cái sản phẩm. Nhìn ra, ở vị cái bộ phận. Tăng sale, lại như hình do PNG. Thì lại như mức mà vì mình background. Mình đo lại sale. Same đã remember same effect thêm vô anh môi một tí tập bay thì vô tập bay như thế tăng nhưng mà anh rồi ra sai thêm vô rồi ra ok ok tập mà nhóm tia nhờ nhóm ní một thịt ní tìm một thịt chỗ anh sẽ watch ok tập mới do về chọn cái đá trên phone do phone nắng anh do cùng ra về mùi rồi bây giờ có bao nhiêu nữa thế mình vô phần nắng cầu mong em trả background đã background rồi background em cho fake nhờ plugin thì nhầm ăn đầm lạc rồi á thì nhóm chập camera mua chân mọi người rồi ok thì lại cho phần cao nữa tin lơ tiện một chuỗi mất đam ok tấm anh trả thêm trả lớn trả lớn là bị một môi lơ môi trùng hiền môi trùng hiền khả năng môi ok hãy lưu tập ổn thì mình vô ở shadow tập ổn vô sơ máu thôi chụp tập lưu camera mũi ok chứ tập lệ anh em mất thiệt tập lệ cao nguyên hãy chụp tập lưu chân là xón thì mình vô lại đi dạ con cái lệnh đó cái mình vô phạm cho tối một cái material bật cái gì đó bật cái lưu material trong một cái gì mà đã tìm chỗ mới nhỏ lại nhé lưu lại những gì mình rồi copy chữ A hay chữ control bật click change dạng mũi tiền copy mũi tiền change mũi tiền dạng này ok chúng mình trở lại một tiếng chỗ đó đã tạo lột thay như môi nhìn mũi tiết cái này dân vô ở C1 rồi thế dân vô ở C2 tự ngọt một cái dân lọc này chạy sâu lắm yeah sorry vô C1 này dễ đọc sâu chẳng ok tao mất tay nó đi chặt mười ok 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 ok
cái này của thì thời gian đi tí đọc tay thì tiên ở bên kia anh ở thầy chướng trên đầu dưỡng ok à lớp cái dục bàn này dục bàn là cái này cũng trong đời cái nhỏ mới nữa so là cái này là sử dụng ok, tao mới dùng render chẳng là dùng chạy lên mà render, bây giờ render chính là chìa picture dùng cho bìa render ok, tao bây giờ render rồi bây giờ mà lên phần chữ mũi nâng Photoshop để nhìn mũi Photoshop để cho mình tăng là đó thì nó sẽ có dân như vậy nào chẳng hai giờ lên cho mình nông blur cho anh ấy chúng ta tìm từ lời là port nào bây giờ mà mình pro tới thì mình sắp đọc đánh nó cái click cho ok tổ mắt cho adjustment là về đường làm việc thích là lương thích ok rồi rồi và chúng mình xin chào mọi người trên kênh video của nhóm cùng phải chui subscribe lên channel của nhóm hãy bạn bè nào đây subscribe rồi like rồi hãy chui like cho nó share phong ba số một.